nên không bị trời người Atula vân vân ở thế gian xoay chuyển nổi. Sao? vì sao? về tâm của đại Bồ Tát này vững vàng vượt qua trời người ma phạm Atula vân vân ở thế gian đã nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát trụ bậc bất thối, được thần thông thù thắng của Bồ Tát thanh thục hiếu tình trang nghiêm thành tịnh cõi Phật. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác cũng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn và các đệ tử Phật lắng nghe tránh Pháp. Ở chỗ chư Phật gieo trồng nhiều căn lành thỉnh hỏi Pháp nghĩa mà Bồ Tát thu học. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này an trụ địa vị chính mình. Nếu có khởi ma sự, liền biết ngay, quyết không chuyển đổi theo ma sự ấy. Dùng phương tiện thiện xảo tập trung các ma sự để vào trong thật tế, rồi phương tiện trừ diệt đối với pháp của địa vị chính mình không mê hoặc nghi ngờ vì sao vì đại bồ tát này biết tất cả pháp đều vào thực tế thông suốt thực tế chẳng một chẳng nhiều ở trong thực tế không có sự phân biệt vì đối với thực tế không còn mê hoặc nghi ngờ gì đối với pháp địa vị chính mình cũng không có dò dự hiện hiện nên biết nếu có chuyển thọ xanh, thì Đại Bồ Tát này cũng chẳng thối lui đối với thật tế với không phát khỏi tác ý hướng tới bậc thanh văn và độc giác. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này biết tự tướng tất cả pháp đều là không. Trong cái không này chẳng thấy có pháp nào, hoặc xanh hoặc diệt, hoặc nhiễm hoặc tịnh. Thiện hiện nên biết cho đến khi chuyển thân Đại Bồ Tát này.